Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng phần mềm Bữa Chuột 2 với chức năng là tìm kiếm và thay thế. Thì thay thế các linh kiện đặc biệt trong cái chương trình lập trình. Ok, mình sẽ tạo một cái file. Người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, chàng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, rồi trọn đời còn nhớ. Tình tha thiết đắm say, ánh mắt ngây thơ như du hồn, dù áo phong sương anh vui rồi. Tình duyên mình vào phần sinh relay, nghĩa là tìm và thay thế. Mình chọn cái chức năng là relay chỉ vai. Ở đây thì phần pin device coi là chúng ta sẽ tìm tên của thiết bị, và phần delay device là thay thế bằng cái thiết bị khác. Thì x0 mình sẽ thay thế bằng m0. Nhấn vào on delay là thay thế tất cả, là thay thế từng bước. Ở đây chỉ có một cái thì mình thay thế từng bước được. Mình bấm một cái thì nó sẽ hiện cái vị trí của cái phần cần thay thế. Nhấn một lần nữa. Rồi, và ta hoàn thành cái việc tìm. Nó hỏi mình có muốn tìm cái dữ liệu khác không? Có hoặc không? Chọn Z. Rồi, mà không. Bây giờ thằng X1 mình sẽ thay thế bằng M1. Yeah. Ok. Tiếp 2. Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say. Như vậy là mình đã thay thế. Không, không. Bây giờ mình sẽ làm trở lại. Anh sẽ thay thế 3 bằng 1.0 này bằng một cái chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều cơn sóng phù phàng, cho người đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi. Thay thế 1.0 bằng 0 và mình chọn thay thế tất cả on relay. Mình khi mình bấm vào thì nó hỏi, nó xác nhận, nó kêu mình chú ý là có thay thế toàn bộ hay không. Mình chọn ok. Rồi, quá trình thay thế đã hoàn tất. Không. Thì cái chức năng này tương tự như các chức năng tìm kiếm và thay thế trong Word hoặc trong Excel. Chức năng tìm Phim là tìm. Khi mình gõ cái thiết bị vào thì nó sẽ hiển thị cái, nó sẽ tìm chúng ta. Đây, nó hiển thị cái vị trí có căn rõ để cho chúng ta tìm thấy. Đó. Thầy có thể thay thế y không bằng cái thiết bị khác. Ví dụ mình sẽ lấy y1 bằng y5 đi. Rồi. Đừng buồn nhé em hỡi, cuộc tình nào không luôn. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cái cách lập trình trên cái phần mềm Gửi Thuận 2 và lập trình giao diện HMI. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của mình.